Nam diễn viên xuất thân từ gia đình quyền lực, cách cư xử khiến ai cũng phải khen có giáo dục. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng nam diễn viên luôn được khen nho nhã, khiêm tốn nhờ được bố mẹ dạy dỗ khéo. Trần Phi Vũ đang là cái tên nhận được nhiều yêu thích trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc nửa cuối năm 2022 nhờ bộ phim hot Trước Bật Lửa và Bạch Công Chúa. Trước khi bật lên thành hiện tượng, anh đã sở hữu gia tài diễn xuất đáng kể ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Phi Vũ cũng nổi tiếng nhờ gia thế khủng, ngoại hình sáng và học vấn ấn tượng. Trần Phi Vũ sinh ngày 9 tháng 4 năm 2000. Anh có bố là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, mẹ là nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc, Trần Hồng. Xuất thân từ gia đình quyền lực, tuy nhiên, nam diễn viên được biết đến là người đi lên từ thực lực, được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ, Trần Phi Vũ đã phải làm việc nhà, việc đầu tiên khi vào cửa là ôm bố mẹ bởi đạo diễn Trần Khải Ca quan niệm dạy con nghiêm khắc, biết chịu trách nhiệm và có tinh thần phấn đấu. Phi Vũ tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi còn nhỏ, anh đã không luyện chữ viết tay một cách nghiêm túc và khi Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã mất bình tĩnh, trách mắng con rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Khải Ca cũng đích thân dạy các con trai của mình, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần. Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương, ông luôn yêu cầu bản thân nghiêm khắc, hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con. Mặc dù Trần Khải Ca rất giàu có nhưng các con ông luôn chịu khó và chăm chỉ làm việc. Khi đưa con đến phim trường Yêu Miêu Chuyện, ông đối xử với con như những đứa trẻ làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Mỗi ngày họ đều phải đứng dưới trời nóng 42 độ C, làm việc với nhân viên trường quay trong 16 đến 17 giờ liên tục. Từng gây tranh cãi vì giáo dục kiểu quỳ hối. Tuy nhiên, cách dạy con nghiêm khắc của vợ chồng Khải Ca cũng từng khiến cư dân mạng tranh cãi. Trong một lần gia đình đang ăn tối, hai vợ chồng đạo diễn trò chuyện rất vui vẻ, trong khi Trần Phi Vũ đứng sang một bên như một người phục vụ chờ gọi món. Khi nghe bố gọi Phi Vũ, ngồi xuống đi, nam diễn viên mới đi tới bàn ăn, nhưng không có chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ quỳ một gối xuống bên cạnh mẹ, rất lễ phép. Trong bữa ăn, Trần Khải Ca đưa đôi đũa cho con trai, Phi Vũ rất cung kính cầm lấy, gật đầu với cha để bày tỏ lòng biết ơn và không di chuyển chiếc đũa. Thay vào đó, anh đợi cha ra hiệu mới bắt đầu gắp rau. Suốt buổi anh không nói một lời nào. Nhiều cư dân mạng ca ngợi phương pháp giáo dục của Khải Ca, họ cho rằng giới trẻ ngày nay hiếm khi được dạy dỗ chu đáo như vậy. Nhưng phần lớn ý kiến nhận xét cách giáo dục kiểu quỳ gối như của Trần Khải Ca là quá nghiêm khắc, không khí gia đình kiểu này quá căng thẳng. Cha mẹ bề trên nhưng con cái lại không được tôn trọng. Họ cho rằng giáo dục gia đình cần nghiêm khắc nhưng bầu không khí gia đình phải thoải mái, hòa thuận, con cái và cha mẹ phần lớn thời gian đều bình đẳng với nhau. Điều này mới có lợi cho sự trưởng thành của con cái. Cũng có một số cư dân mạng trung lập cho rằng điều này không đại diện cho phương pháp dạy con của Trần Khải Ca. Vì các con của ông đều rất ngoan nên điều đó cho thấy cách giáo dục này ở một mức độ nào đó là đúng. Hình ảnh quỳ gối gây tranh cãi của Phi Vũ. Anh trai của Phi Vũ là một thạc sĩ có thành tích xuất sắc. Anh được nhận vào trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania của Hoa Kỳ, một trường tư thục hàng đầu thế giới. Trần Phi Vũ từng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, để nôi đào tạo rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu cho nền điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Đây cũng là ngôi trường nổi tiếng với kỳ thi đầu vào khắt khe, coi trọng năng lực hơn danh tiếng. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng nam diễn viên và anh trai luôn được khen nho nhã, khiêm tốn, luôn được khen lễ phép, có học thức, không có vẻ kiêu ngạo của thế hệ ngôi sao thứ hai. Điều này chắc chắn không thể tách rời sự dạy dỗ từ ông bố đạo diễn danh tiếng của mình.